Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về một cái công việc hàng ngày anh em đăng nhập vào game thì làm những cái gì. Bởi vì có một số bạn có comment và hỏi mình là bởi vì chơi game nhưng mà vì một số lý do công việc bận các kiểu thì sẽ có ít cái thời gian để đăng nhập vào hơn. Vậy thì mình nên chủ động làm những cái công việc gì ở trong game này? Thì để một ngày anh em đăng nhập khoảng từ 2 đến 3 lần, tối thiểu là 2 lần thì anh em cũng đã làm xong tất cả các nhiệm vụ anh em xem nó có ở trong đây nè. Đó, những cái mốc điểm như này chỉ để một ngày mình có thể lấy được một chìa vàng với lại 100 game mà không phải mất thời gian nhiều để anh em có thể là đăng nhập vào game liên tục. Thì cái thứ nhất là về huấn luyện lính thì ở cái video về huấn luyện lính mình có chia sẻ với anh em đó là anh em huấn luyện lính đến khi mà cái kết thúc huấn luyện thì nó phù hợp với cái thời gian mà mình đăng nhập vào game. Có như vậy thì mình sẽ làm xong những cái nhiệm vụ như thế này nó rất là nhanh. Anh em một ngày anh em chỉ cần, đối với anh em mà không có nhiều thời gian để vào game thì anh em chỉ cần một ngày đăng nhập vào khoảng nửa tiếng để làm một số cái nhiệm vụ như này là nó đã xong cái nhiệm vụ ở trong cái game này rồi, thì anh em có thể có được một cái chìa vàng và 100 game, có thể hơn nhờ đánh man rợ. Đây, ở đây anh em có thể thấy nó gồm rất là nhiều nha, thu gom tài nguyên nè, thu gom tài nguyên trong thành phố đây nè, nó có cái mục đây này, anh em sẽ được 3 điểm và một số các mục như thế này. Thì đầu tiên mới giai đoạn đăng nhập vào game thì anh em sẽ dùng cái tăng tốc này để anh em làm nhiệm vụ. Đó, nó sẽ báo cho anh em là sử dụng một cái nào thì được cộng điểm cái đó. Thì đó, anh em đã làm được xong 6 nhiệm vụ nè. Tiếp tục thì là thu thập tài nguyên. Thì là anh em sẽ được cộng là 7 nhiệm vụ. Chữa lành là xong một cái nhiệm vụ nữa, tiếp tục là mở cái này. Mở cái này thì anh em đăng nhập một ngày 2 lần thôi là có thể mở xong nó rồi. Bây giờ mình sẽ mở trước một cái, sau đó mình sẽ đi đánh man rợ tiếp tục, thì anh em sẽ mở những cái còn lại. Đó, một cái đơn giản anh em chỉ cần một ngày đăng nhập khoảng 20 phút đến 30 phút thôi. Nó lấy lính nè. À, một cái lưu ý, cái con thương nhân bí ẩn khi mà anh em đánh man rợ nhiều với lại huấn luyện lính như thế này nè thì nó sẽ hồi nha anh em. Như giới hạn một ngày nó hồi là 4 đến 5 lần hay sao mình không nhớ rõ lắm. Thì anh em đổi những cái service vật phẩm như thế này. 10 đổi được 10 lần thì anh em sẽ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ ngày của mình nó nằm ở trong đây nè anh em. Mua mua cái gì đây? Gọi là cái gì nhỉ? À, mua bán thân thiện, đó là anh em mua 10 cái thì sẽ hoàn thành được. Đó, nó là như vậy. Thì một ngày mình chỉ cần đăng nhập, nếu mà ngày đó mình bận rộn mình không có thời gian mình vào game thì mình chỉ cần đăng nhập như vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ rồi. Và một cái nữa nó chính là cái xây dựng, ví dụ như cái hàng chờ của anh em như mình bây giờ mình đang full cái hàng chờ xây dựng nè, thì ở trong cái nhiệm vụ này nó có một cái nhiệm vụ nó chính là nâng cấp tòa nhà trong thành phố. Nhưng mà ví dụ là cái trường hợp này mình chưa hoàn thành cái nhiệm vụ nghệ nhân khéo léo này thì anh em có một cái mẹo, đó là anh em xây một cái đường đi như thế này nè. Đó, thì xây một cái đường đi như thế này, xây bất cứ một cái gì, cây kiết rồi bằng gỗ bằng ấy rồi nè, thì anh em sẽ xong một cái, sẽ hoàn thành được một cái nhiệm vụ như thế này nữa. Đó, nó anh em sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ nghệ nhân khéo léo như thế này. Nó sơ lược nó là xong. Đó, còn bình thường huấn luyện lính thì anh em có T4 thì anh em huấn luyện T3. Nếu khi nào mà nó có một cái sự kiện gì đó thì anh em mới úp từ T3 lên T4. Kiểm tra các hộp thư trong đây xem nhiệm vụ mình cần làm là những gì, thu gom hàng ngày nè, huấn luyện đội quân 10.000 bất kể lính gì nè, anh em có thể trên T1 cho nhanh nè nếu mà anh em không có thời gian. Đó, nó có sơ sơ những cái nhiệm vụ vậy, nó không có gì gọi là đặc sắc. À, nhớ quên nhận điểm VIP nha anh em. Nó tiếp tục nó sẽ có một cái phần đó là anh em đánh 10 con man rợ. Thì đánh 10 con man rợ xong thì anh em sẽ hoàn thành được một số các nhiệm vụ ở trong đó nữa rất là nhanh.
sau đó anh em sẽ đi thu thập tài nguyên. Thu thập tài nguyên xong thì nó sẽ lần đăng nhập vào game thứ hai, anh em sẽ làm xong nhiệm vụ và lấy 100 game và một chìa khóa vàng. Rất là đơn giản và nhanh mà anh em không phải mất thời gian. Trong cái trường hợp mà những cái ngày đó anh em quá bận rộn mà không thể vào game được thì mình chỉ cần đăng nhập hai lần thôi, mình canh cái thời gian mà mình rảnh rỗi nhất ở trong ngày để mình vào. Bởi vì không phải tất cả ai cũng có thời gian để online game nhiều, công việc, học hành các kiểu vân vân. Thì đó, thì anh em có thể làm một số cái nhiệm vụ nhanh như vậy thì anh em sẽ nhận được tối ưu nhất, nó chính là một cái chìa khóa vàng với lại 100 game một ngày. Bổ sung thêm ngoài ra, đánh 10 con man rợ như thế này, đánh hết một cây man rợ 10.000 AB như thế này nó cũng rất là nhanh anh em. Anh em kéo thêm 5 đạo đi, mình có 4 đạo thôi, nhưng mà anh em nếu mà anh em có lính anh em kéo 5 đạo đánh cho nó nhanh. Trường hợp mà mình không có được cái sự kiện đánh man rợ hay là đánh fort gì đó thì mình cứ đánh hết vào man rợ này cũng được. Thông thường nếu mà có thời gian hơn thì đánh pháo đài, nhưng mà nếu mà đây mình đang nói trường hợp mà anh em tiết kiệm thời gian và không có thời gian thì anh em có thể đánh những cái này, đánh man rợ cho nó nhanh. Thì đó, thì bây giờ anh em sẽ nhận những cái điểm này để cho nó đạt được cái mốc 1.000, mình 100 thì mình sẽ lấy được những cái vật phẩm cuối này, nó gồm chìa vàng, tượng chỉ huy và đá quý. Đó, anh em hoàn thành những cái đó thì anh em sẽ lấy được hai lần một ngày thôi là anh em sẽ có đủ, mà không, mình không phải online nhiều đâu. À đó, ở đây bây giờ nó chỉ còn là thu gom thực phẩm nè, thu gom gỗ nè, thu gom đá nè, thu gom vàng. Thì lát nữa anh em sẽ cho bốn chóp lính nó đi thu gom bốn cái này. Và một cái hép này thì bây giờ mình sẽ hép, và một cái mở chìa nè, sử dụng tài nguyên, năm một tài nguyên. Cái này cũng rất là đơn giản với sử dụng sức mạnh kiến thức, anh em vào đây nhé. Đây nè, tài nguyên thì bất kể, ví dụ anh em dùng game cũng được, không có game anh em dùng thực phẩm, chỉ cần năm thôi. Đó là anh em sẽ làm thông xong một cái nhiệm vụ. Tiếp theo là sức mạnh kiến thức, thì anh em chỉ cần nâng 5 cái, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, anh em là anh em sẽ có 10 điểm ở trong này, nó là 80. Thu gom 4 loại thực phẩm rất là nhanh, không tốn thời gian nha anh em. Đây, anh em thu gom 4 loại thực phẩm, nó gồm có nè, thực nè, gỗ, đá và vàng. Thì lát nữa đánh xong man rợ anh em sẽ cho nó đi thu gom, và một lần đăng nhập thứ hai ở trong ngày anh em sẽ thu gom xong, anh em sẽ có được là 20 điểm cộng với 80 điểm vừa nãy mình vừa làm nữa, là anh em đã có đủ 100 điểm để hoàn thành cái mốc cuối cùng này, để lấy 100 đá quý và một chìa vàng cùng với 4 tượng tím. Đó, nó rất là đơn giản thôi anh em. Nếu mà anh em không có nhiều thời gian mà vẫn nhận được đầy đủ các điểm hoạt động như thế này để mình nhận thưởng, đó là dành cho anh em mà ví dụ trong ngày đó anh em không có nhiều thời gian để chơi, thì anh em có thể sử dụng như vậy rất là nhanh. Nãy giờ mình thao tác chỉ tầm khoảng 5 đến 7 phút là anh em đã có được cái, đã gần như là hoàn thành xong cái nhiệm vụ ở trong game rồi. Ok, cái clip chia sẻ cho anh em về cái làm cái nhiệm vụ hàng ngày làm sao cho nhanh trong khi mà mình không có thời gian nhiều, trong cái ngày đó mình rất là bận rộn với công việc hoặc là học hành các kiểu mà không có thời gian, thì anh em có thể làm như vậy. Ok, cái clip đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay cho mình xin một like và một sub kênh, mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.